Và ok luôn mọi người, và chào mừng mọi người lại quay trở lại với video FIFA Online 4 của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mở thẻ thôi. Đây mình đã để dành được rất là nhiều thẻ luôn. Mấy thẻ này mấy nay mình chơi nè, mình để dành cả 2 tuần ấy. Khá là nhiều thẻ nè. Và hình như mình thấy đang có sự kiện Bilac FO4 nè. Thì nếu mọi người ủng hộ nhiều thì mình sẽ chơi thử cái sự kiện này ha. Thì ok, giờ mình sẽ bỏ thẻ đi. Này video giải trí thôi, mở thẻ cho vui thôi. Thì trong video trước mấy bạn nói là mấy cái thẻ cùi cùi nè, 98 rồi 102, 99 gì nè, mình mở một lần luôn cho nhanh. Thì ok, bây giờ mình sẽ mở luôn ha. Thì trong mấy video trước mình chưa có mở được mấy cái thẻ chưa mở được ra lửa, nên là hôm nay mình quyết tâm xem ráng mở ra lửa đi ha. Và rồi, ok, mình đã chọn hết những cái thẻ mà dưới 100 nè. Rồi lát nữa mấy thẻ mà cỡ 100, 102 gì đó thì chúng ta sẽ mở sau ha. Bây giờ mình sẽ mở cái thẻ 100 cho xuống cỡ 98, 94 cũng có nè. Đây, sẽ mở nha. Như tầm 79 thẻ. Wow, khá là nhiều ha. Đây, quất luôn. Để xem có ra lửa không. Mình toàn ra được pháo bông. À, có mấy bạn cũng nói là trong video trước thì mấy cái ra pháo bông mà mình cứ kêu là lửa thì các bạn thông cảm nha. Tại vì mình cũng mới chơi lại rồi nên mình cũng không có biết cơ chế mở thẻ nó như nào, nên là đây là pháo bông nè, đúng không? Đó. Ui, Virtual Van Dijk 1,5 tỷ ở đâu, 1,1 tỷ nữa, cũng ngon nè. Đây là De Bruyne nè, đây là hậu vệ bên phía Inter, Patrick Kluivert, Verratti, cũng không có gì ngon lắm hả. Ui, có ở Theo Hernandez này cũng mình cũng có rồi, mình cũng không cần lắm. Cũng khá cùi ha. Thôi chúng ta có cái gì trao đổi là sao? Cái này trao đổi là gì nhờ? Đây mình sẽ thử trao đổi VIP coi. Cái này bỏ hết vô đi. 10 cầu thủ đúng không? Quốc. Trao đổi này là gì ta? Mình chưa giờ chưa thử luôn, tự nhiên thấy nó hiện ra nè. Mấy thẻ à? Bấm vô. Bruno Fernandes. Sao cùi vậy? Sao cùi vậy? Lấy ai vậy? Lấy Lucas đi. Này mắc nhất nè. Ok, xác nhận giao dịch. Ồ, thì ra trao đổi là vậy hả? Thấy lỗ quá ta. Thôi chúng ta mở thẻ tiếp đi ha. Bây giờ mình sẽ thử mấy cái thẻ tầm 100 đi. 100 không có cộng nha, không có cộng nha. Đấy 100 bình thường thôi, 100, 102, 103 bình thường thôi nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các gói mà tầm 100 đến 103 cộng nè. Những cái gói mà có cộng 4 cộng 5 thì mình sẽ để dành mở sau ha. Rồi mấy gói cộng 4, 104 trở lên á, với 105 nè, mình sẽ để mở từng cái đi ha. Rồi, mình có tầm 51 51 món hả? Đúng không? Ở đâu? 51 là tổng số lượng hay sao á, mình chọn cũng có tầm mười mấy 20 bách thôi. Đâu thì coi. Mở được gì đây? Liệu có ra lửa hay không? Ủa, giờ 51 món thật à? Không có lửa, không có pháo bông luôn. Trời ơi, cùi quá vậy. Cái này để làm phôi cũng được. Kệ đi không sao. Quá là đen luôn. Có vẻ như là số lượng cầu thủ mình cũng khá đầy rồi, 143 trên 150 rồi. Là mình sẽ bỏ bớt bằng cách là chắc là mình đập thẻ đi ha. Đâu rồi, Aguero cộng 4 nè, đập lên cộng 5 luôn. Aguero mùa 20 TS. Đâu, mình sẽ để coi đập mấy vạch đây. Đời cô nè, bỏ vô luôn đi. Diego Costa. Mấy con này bỏ vô hết đi. Này nhìn ghê nguy hiểm kìa. Để đây đi, 4 vạch. Lên không nhờ? Đập luôn đi. Không lên thì thôi đúng không? Con này cũng rẻ mà, phôi cũng rẻ mà. Aguero, trời ơi, không lên rồi. Uầy, mình vừa mới đập Aguero lên cộng 4 lại nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đập lên cộng 5 lại thử ha. Mong là lần này sẽ được, mình sẽ cố gắng đập 5 vạch luôn đi ha. Cho chắc ăn. Đây, mấy con này mình không xài, dục vô hết luôn đi. Không cần thiết. Cuộc okay, ke Vinicius nè, Vinicius cũng khá hay thôi, mình để lại đi ha. Ô, đang bị đầy rồi. Bỏ bớt ông này đi. Đây. Kia xa, thôi dục luôn đi. Đây, 5 vạch, không lên nữa thì chịu luôn. Còn một cái thẻ nâng cấp lại nữa mà. Aguero. Aguero. Và ok, sau pha đập thẻ khá là đen thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với lại mở thẻ đi ha. Đây, gói 105 nè. Sẽ mở thử mấy gói, mở mấy gói này thì mình gỡ từng cái đi ha, cho nó hồi hộp. Đây, 105. Có ra lửa hay không đây?
có pháo bông rồi. Và đây là Betip. Wow, 1 tỷ 1. Khá ngon. Và tiếp theo chúng ta sẽ có có gói một đây, gói 93 mà tới có thể ra được cộng 7 luôn nữa. Cũng được chứ. Biết đâu ra được mấy con hàng ngon ngon rồi. Đâu để coi coi. Có phun lửa phun liếc rồi, không có luôn. Rodri cộng 4. Theo chúng ta sẽ có gói 102 và có thể ra cộng 3 nè. Mở luôn. Coi ráng ra cộng 3 thôi là ngon rồi. Rồi không có gì luôn. Oliveira 151 triệu. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ có gói 105 cộng 105 và có ra cộng 3 luôn. Khá là ngon nè. Home Brown. Có phun lửa phun liếc gì không? Không có gì luôn. Chuyên Brand 551 triệu. Bán lấy tiền cũng ngon ấy. Đây, chúng ta có gói 106 nè. Cũng ổn nè, 106 nè. 106 Return Home Brown gì nè. Rồi ra gì đây? Không phun lửa luôn. Jordi Alba 628 triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ có gói Multiclass nè, nhiều mùa nè, 100 cộng và có cộng 4 là 234 hay sao á. Để xem có gì không? Không có gì luôn. Ravenben của Ravenben Ravenbird gì à? Cuối à. Đây, tiếp theo là gói 104. Cộng 104 nè. Ui sao mở thẻ nó không mở liền mà nó lát lát thế nào ấy nhỉ? Chắc là ra hàng ngon ấy, rồi hàng cùi luôn. Swipe Tiger. Ui, 834 triệu cũng ngon rồi á. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có gói 100 cộng nè, có thể ra được cộng 5 nè. Để xem ra được cộng 5 không? Chứ ra cộng 5 thôi, con nào cũng được. Không cần thiết rồi, không ra luôn. Cộng 4 mà. Ariola thủ môn. Ui, đúng 100 triệu luôn. À, tiếp theo để coi gói nào đây. Ơ, sao còn gói 104 nè. Mở gói 104 luôn xem. Ra được mùa LN, có khi nào ra rô béo mùa LN không? Rồi không ra luôn. Matic Delete 241 triệu. Theo chúng ta sẽ có gói 101 đi ha. 101 là có thể ra cộng 5 nè. Ra cộng 5 thôi là được. Best of World Cup. Mùa này cũng khá là nhiều cầu thủ ngon nè. Rồi không có gì luôn. Cộng 4 mà. 166 triệu thôi làm phôi cũng được. Để làm phôi đi, để dành làm phôi để mình làm video đập thẻ cho mọi người xem ha. Đây, 103 có thể ra cộng 4. Gì đây, không có gì luôn. Luis Diaz 219 triệu. Và cuối cùng chúng ta gói cuối cùng chúng ta chính là gói 105 cộng 105. Ôi, vậy là có thể là hôm nay chúng ta sẽ không có lửa rồi, quá đen luôn. Kevin De Bruyne. Ui, cũng ngon nè, 835 triệu. Được chứ. Và ok, trước khi kết thúc video thì chúng ta sẽ tiếp tục đập Aguero thêm một lần nữa. Đây là lần thứ 3 rồi. Mong là bất quá tam. Hai lần không được thì lần thứ 3 sẽ được. Mình sẽ bỏ mấy này đi. Ariola đâu cần đâu. Vini để lại. Đây, Elliot nè. Đây, làm 5 vạch luôn cho chắc nè. 5 vạch luôn. Đây. Búp. Aguero. Cố lên. Aguero. Yes sir. Quá tuyệt vời. Và yeah, Aguero chúng ta đã lên cộng 5 rồi. 20 TS. Nghe mọi người nói là mùa này đang khá là hiếm nè. Kiểu hàng limited luôn. 5 tỷ. Khá là ngon. Rồi thì ok, video của mình đến đây thì kết thúc rồi. Nếu mọi người mà ủng hộ mình nhiều á thì mình sẽ làm cái thử Black cái FO4 mà thấy nó cũng vui vui nè. Thì yeah, nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến của mọi người về video bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.